Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn Emmy nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình giá tốt nha. Còn chào My. Dạ em chào anh Thái, mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi nha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì rất mong clip hôm nay cũng được sự ủng hộ của chú anh chị. Em vô mã đầu tiên cây số 1 ha cô chú anh chị. Một cây ghép nhiều màu siêu bông. Ngắn ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 75. Hoành là hoành 14. Mã số 1 em xin Zalo với mức giá là 300.000. Em đã bao gồm phí ship ha cô chú anh chị. Cây này gồm có trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, tím bướm của anh chị em. Dạ. Tiếp em lên cho mình mã số 2. Cây này gồm có tím tiết, đỏ rách bia, hồng gân, cam lửa, đỏ lửa. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 1m03, hoành là hoành 13, mã số 2. Cây này em xin Zalo giá là 280.000. Hồng lửa và sakura phất hồng của anh chị em. Dạ. Rất là nhiều màu luôn. Tiếp em lên cho mình mã số 4. Một cây mandarin đổi màu của anh chị. Hoa lên rất là to. Mã số 3 nghe của chú anh chị, mã số 3. Tán ngang cây này em đo là 34, chiều cao là 80. Hoành là hoành 17, mã số 3. Cây này em xin Zalo mức giá là 350.000. Đang búp hoa của anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã số 4. Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 82, hoành là hoành 12, mã số 4. Cây này em xin Zalo với giá là 280.000. Gồm có trắng tuyết và hồng tuyết hai màu anh chị em, siêu bông. Tiếp em lên cho mình mã số 5. Một màu trắng tinh khiết quý anh chị. Tán ngang cây này em đo là 68, chiều cao là 80, hoành là hoành 14, mã số 5. Cây này em xin Zalo giá là 300.000. 300.000 cho mã số 5. Tiếp em lên cho mình mã số 6. Tím tiết lá cẩm thạch của anh chị em, dòng này cực kỳ sai bông ha. Tán ngang cây này em đo là 48, chiều cao là 73, hoành là hoành 22, mã số 6. Cây này em xin Zalo giá là 450.000. Kẹo 450.000 cho mã số 6. Tất cả đơn hàng bao gồm phí ship hết cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã số 7. Tiểu Ấn Độ anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 63, chiều cao là 1m03, hoành là hoành 16, mã số 7. Cây này em xin Zalo với mức giá là 400.000. 400.000 cho mã số 7. Hai màu anh chị em, Tiểu Ấn Độ và mandarin. Tiếp em lên cho mình mã số 8. Cây hồng gân. Hoa rất đậm ha. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 83, hoành là hoành 12, mã số 8. Cây này em xin cho luôn mức giá là 250.000. 250.000 cho mã số 8. Tiếp em lên cho mình mã số 9. Tím lửa của anh chị em, ghép gốc sắc pháo ha. Tím lửa màu cà, dòng siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 70, hoành 14, mã số 9. Cây này em xin Zalo với mức giá là 280.000. 280.000 cho mã số 9. Phồn tàn tròn đặc á. Tiếp em lên cho mình mã số 10. Cây ghép nhiều màu lá xanh của anh chị em. Cây rất lực á. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 75, hoành là hoành 22, mã số 10. Cây này em xin Zalo với mức giá là 380.000. Cây này gồm có tím tiết là 1, trắng tiết là 2, tím lửa màu cà là 3, cam lửa là 4, đỏ lửa là 5, đỏ red pizza là 6 và dưa hấu vàng là 7 quý anh chị em. Dạ. Tiếp em lên cho mình mã 11. Một cây đỏ rách pizza, cây này chơi chi mâm được quý anh chị. Tán ngang cây này em đo là 52, chiều cao là 96,
hoành là hoành 20. Nó bị chè nhẹ ha cô chú anh chị, bị chè nhẹ bên đây nhưng mà không ảnh hưởng gì ha. Cái này em xin giao lưu với mức giá là 430.000. Phồi bài bài rất là đẹp quý anh chị. 430.000 cho mã 11. Tiếp em lên cho mình mã 12. Một cây cẩm thạch nhiều màu quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 60. Hoành là hoành 17, mã 12. Cây này em xin Zalo mức giá là 360.000. Gồm có cẩm thạch trắng 1, cẩm thạch tím tuyết là 2, sakura balaikan là 3, cẩm thạch hồng là 4. Trước mắt là 4 màu quý anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 13. Cam lửa cẩm thạch. Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 66. Hoành là hoành 20, mã 13. Cây này em xin Zalo mức giá là 450.000. Cây này thế hồi đầu rất đẹp quý anh chị em. 450.000 cho mã 13. Tiếp em lên cho mình mã 14. Một cây ghép nhiều màu, gồm có tím bướm là 1, trắng tiết là 2, cam lửa là 3, đỏ lửa là 4, hồng lửa là 5. Tán ngang cây này em đo là 74, chiều cao là 81, hoành là hoành 11. Cái này cũng bị chị nhẹ của chú anh chị. Mã số 14, em xin giao luôn mức giá là 250.000. 250.000 cho mã số 14. Tiếp em lên cho mình mã 15. Một cây anh đào của anh chị em, còn gọi là sakura phất hồng. Tán ngang cây này em đo là 43, chiều cao là 73, hoành là hoành 12. Cây này nó bị lỗi ha cô chú anh chị. Em để rẻ cây này lại là 180.000. Cái này nó bị tróc già quý anh chị em, dạ. Nhưng mà nó không ảnh hưởng ha. 180.000 cho mã 15. Tiếp em lên cho mình mã 16. Cây phơm cao quý anh chị em, ghép nhiều màu lá xanh. Tán ngang cây này em đo là 66, chiều cao là 1m1. Hoành là hoành 20. Mã 16, cây này em xin Zalo mức giá là 420.000. Cây này gồm có tím bướm là 1, trắng tiết là 2, đỏ rết pia là 3, hồng tiết là 4, tiểu Ấn Độ là 5, cam lửa là 6 quý anh chị em. Form rất là đẹp à. Tiếp thêm lên mình mã 17. Một cây lá xanh đế nơm. Tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 75. Hoành là hoành 16, mã 17. Cây này em xin Zalo với mức giá là 300.000. Cây này gồm có tím tuyết là 1, hồng tuyết là 2, đỏ rách pia là 3 và tím lửa màu cà là 4 quý anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 18. Một cây cẩm thạch nhiều màu, dáng trực quý anh chị em. Cây này rất là duyên. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 1m, hoành là hoành 18, mã 18. Cây này em xin Zalo với mức giá là 480.000. Cây này gồm có sakura balaikan là 1, cẩm thạch tím tuyết là 2, cẩm thạch trắng là 3, cẩm thạch tím siêu bông là 4, cẩm thạch hồng là 5. Cây này 5 màu không có chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã 19. Một cây đỏ rách pia lá cẩm thạch của anh chị em. Một rễ rất là quái à. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 70. Hoành em đo vị trí này là hoành 17, mã 19. Cây này em xin Zalo với mức giá là 520.000. Một rễ của anh chị em. Cái này nó không ảnh hưởng nha quý anh chị em. Tắp nắng hay của chú anh chị? Tắp nắng quá đá. Tiếp em lên cho mình mã 20. Một cây cẩm thạch tím lá nhỏ siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 75. Hoành là hoành 14, mã 20. Cây này em xin Zalo với mức giá là 350.000. Form rất là đặc ha. 350.000 cho mã 20. Tiếp em lên cho mình mã 21, cũng là cẩm thạch tím siêu hoa luôn.
Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 70. Hoành là hoành 14, mã 21. Cây này em cũng xin cho luôn, giá là 350.000. 350.000 cho mã 21. Tiếp em lên cho mình mã 22. Cây này form rất là lực quý anh chị em. Lá xanh nhiều màu, gồm có đỏ rất bi da, hồng tuyết, cam lửa, tiểu Ấn Độ, trắng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 77. Chiều cao là 1m. Hoành là hoành 28, mã 22. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 500.000. Nó bị cái rễ nhà nhỏ bị chày hả cô chú anh chị, mình không cần mình cắt bỏ cũng được ha. Tiếp em lên cho mình mã 23. Một cây cẩm thạch tím đế nôm của anh chị em. Cái form đặc quánh và đang kẹo hoa. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 73. Hoành là hoành 16, mã 23. Cây này em cũng xin cho luôn giá là 350.000. 350.000 cho mã 23. Cuối clip em lên cho mình mã 24, cũng là một cây cẩm thạch tím siêu hoa luôn. Cây này dáng rất đẹp của anh chị em. Cây này chia làm hai mâm. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 70. Hoành là hoành 21, mã 24. Cây này em xin cho luôn mức giá là 450.000. Con cành phóng bay bay rất đẹp ha. 450.000 cho mã 24. Giờ rồi, mã 24 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip cảm ơn Thái, cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem với kênh Thái cũng như xem với clip của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Mi nha.